Chào mừng các bậc phụ huynh và các em học sinh đến với tiết học đạo đức lớp 1, chủ đề tự chăm sóc bản thân, bài 4, sạch sẽ, gọn gàng, tiết 1, 2. Nội dung tiết học ngày hôm nay gồm 4 phần. Phần thứ nhất, khởi động. Phần thứ hai, khám phá. Phần thứ ba, luyện tập. Và phần thứ tư, vận dụng. Các em cần chuẩn bị sách giáo khoa đạo đức lớp 1. Trước khi vào học, các em lưu ý không ngồi quá gần máy tính, TV, nhìn quá gần vào điện thoại. Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Sau các câu hỏi của cô, các em có thể bấm dừng video để trả lời rồi tiếp tục bài học. Bây giờ chúng mình cùng nhau khởi động bằng cách nghe bài hát Thật Đáng Yêu, nhạc và lời Nghiêm Bá Hồng. Dậy đi thôi, nào dậy đi thôi. Chim hót vang khi thấy ông mặt trời. Dậy ra sân, em tập em chơi. Cùng với chim, em hát em cười. Mẹ mua cho em bàn chai xinh. Như các anh, em đánh răng một mình. Mẹ khen em, bé mà vệ sinh. Dậy đi thôi, nào dậy đi thôi. Chim hót vang khi thấy ông mặt trời. Dậy ra sân, em tập em chơi. Cùng với chim, em hát em cười. Mẹ mua cho em bàn chai xinh. Như các anh, em đánh răng một mình. Mẹ khen em, bé là vệ sinh. Thật đáng yêu, rằng ai chẳng tình. Vừa rồi, các em đã được nghe bài hát Thật Đáng Yêu. Vậy, bạn nào cho cô biết, vì sao bạn nhỏ trong bài hát lại đáng yêu? Đúng rồi, bạn nhỏ trong bài hát đáng yêu vì em biết tự đánh răng một mình, biết tự vệ sinh cá nhân rất sạch sẽ đấy. Các em có muốn mình đáng yêu giống bạn ấy không? Vậy chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay để biết làm thế nào để sạch sẽ, gọn gàng. Bài 4. Sạch sẽ, gọn gàng. Tiết 1, 2. Cô mời các em mở sách giáo khoa, quan sát hai tranh ở mục A, trang 19 và xác định ai là người sạch sẽ, gọn gàng. Các em vừa quan sát xong hai bức tranh, vậy bạn nào cho cô biết, bạn thứ nhất như thế nào? À, bạn thứ nhất áo và váy mặc xộc xệch, tóc buộc chưa bằng nhau, bên cao bên thấp, mặt mũi và chân tay lấm lem. Thế còn bạn thứ hai như thế nào? Đúng rồi, bạn thứ hai váy áo và đầu tóc rất gọn gàng, sạch sẽ. Như vậy, trong hai bạn, bạn nào sạch sẽ, gọn gàng? Cô cũng đồng ý với ý kiến của các em. Bạn trong tranh 2 là người sạch sẽ, gọn gàng vì tóc được chải gọn, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ. Để biết những biểu hiện nào thể hiện sạch sẽ, gọn gàng thì chúng mình cùng nhau quan sát 3 bức tranh sau đây. Quan sát tranh 1 và cho cô biết biểu hiện thứ nhất của sạch sẽ, gọn gàng là gì? À, đó là đầu tóc gọn gàng giống bạn nhỏ đáng yêu này đúng không? Quan sát tranh 2 và cho cô biết biểu hiện thứ hai của gọn gàng, sạch sẽ là gì? Đó là luôn rửa tay và biết giữ vệ sinh sạch sẽ đấy các em ạ. Vậy, ở tranh 3, biểu hiện tiếp theo của gọn gàng, sạch sẽ là gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là quần áo, giày dép chỉnh tề, sạch sẽ. Cô khen các em trả lời rất tốt. Qua quan sát 3 bức tranh trên, chúng mình có thể biết được rằng những biểu hiện của người sạch sẽ, gọn gàng là chân, tay, mặt luôn sạch. Tóc được chải gọn, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ.
Để nêu được những việc cần làm để gọn gàng, sạch sẽ và lợi ích của điều đó thì cô trò chúng mình cùng nhau quan sát 8 bức tranh trong sách giáo khoa trang 20-21 sau đây. Bây giờ các em hãy quan sát các tranh và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, bạn trong mỗi tranh đang làm gì để sạch sẽ, gọn gàng? Câu hỏi thứ hai, những việc làm đó nên thực hiện vào lúc nào? Câu hỏi thứ ba, những việc làm đó có ích lợi gì? Các em có thể trao đổi, hỏi ý kiến bố mẹ, anh chị để có câu trả lời phù hợp nhất nhé. Các em đã quan sát tranh và có câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu từng tranh nhé. Bạn nào cho cô biết, bạn trong mỗi tranh đang làm gì để sạch sẽ, gọn gàng? Đúng rồi, bạn nhỏ trong tranh 1 đang đánh răng. Bạn nhỏ trong tranh 2 đang rửa mặt. Ở bức tranh 3, bạn đang chải đầu. Bức tranh thứ 4, bạn mặc quần áo đi học và soi gương. Trong tranh 5, bạn đang cắt dây giày. Tranh 6 thì bạn rửa tay sau khi đi vệ sinh. Ở tranh 7 là bạn ấy đang tắm. Và cuối cùng là tranh 8, bạn đang cắt móng tay. Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng mình cùng nhau xem từng tranh nhé. Bạn nhỏ trong tranh 1 đánh răng rất sạch sẽ đúng không? Vậy bạn nào cho cô biết, chúng ta nên đánh răng vào lúc nào? Việc làm đó có ích lợi gì? À, các em cần đánh răng ít nhất 2 lần trên một ngày, sau khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Đánh răng để cho răng không bị sâu, miệng luôn sạch. Vậy còn việc rửa mặt thì sao? Nên thực hiện vào lúc nào và việc đó có ích lợi gì? Đúng rồi, cần rửa mặt thường xuyên sau khi ngủ dậy, khi vừa đi ngoài đường về nhà để mặt luôn sạch, không bị đau mắt. Tương tự như vậy, bạn nào trả lời cho cô các câu hỏi trên với tranh 3? À, bạn đang chải đầu, cần chải đầu sau khi ngủ dậy, trước khi đi học và những lúc tóc bị rối để tóc luôn mượt, gọn và đẹp. Bạn nào giỏi nêu cho cô bức tranh thứ 4 nào? Đúng rồi, chúng ta cần mặc chỉnh tề trước khi đi học, đi ra ngoài đường hay tham gia các hoạt động chung để luôn sạch sẽ, gọn gàng và đẹp nhé. Vậy chúng ta cần thắt dây giày khi nào nhỉ? À, cần thắt dây giày mỗi khi đi giày hay khi dây giày bị tuột để đảm bảo an toàn, không bị ngã khi di chuyển. Ở bức tranh 6, bạn ấy đang rửa tay sau khi đi vệ sinh. Các em nhớ là cần rửa tay thường xuyên, trước khi ăn, sau khi đi học hoặc đi chơi về, sau khi đi vệ sinh để tay luôn sạch, phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa. Tiếp theo là chúng ta cần tắm ít nhất một lần trên một ngày để cơ thể sạch sẽ, thơm tho, không mắc các bệnh về da. Cuối cùng, bạn nhỏ trong tranh 8 đang cắt móng tay. Vậy, chúng ta nên cắt móng tay khi nào? Việc đó có ích lợi gì? Đúng rồi, mình cần cắt móng tay khi móng tay mọc dài để tay luôn sạch, không làm xước da. Ngoài những việc làm trên, em còn biết những việc làm nào khác để luôn sạch sẽ, gọn gàng nào? À đúng rồi, ngoài những việc làm trên, chúng ta cần gội đầu và thay quần áo thường xuyên, không bôi bẩn hay mặc lại quần áo không sạch sẽ, không nghịch bẩn. Cô khen cả lớp mình trả lời rất chính xác. Trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo, hoạt động luyện tập, cô trò chúng mình cùng nhau thư giãn một chút với bài hát Chicken Dance. Cả lớp mình cùng vận động theo nhạc, nhảy cùng các chú gà đáng yêu trong video nào.
Sau khi nhảy cùng những chú gà rất sôi động, chúng mình đã sẵn sàng chuyển sang hoạt động học tập tiếp theo chưa nào? Để biết được những việc không nên làm để bản thân sạch sẽ, gọn gàng thì chúng mình cùng nhau quan sát các tranh ở mục A trong sách giáo khoa trang 21, làm việc cá nhân hoàn thành yêu cầu sau. Hãy nêu những việc không nên làm trong các tranh và giải thích vì sao. Đã hết thời gian suy nghĩ và các bạn đã có câu trả lời rồi đúng không? Những việc không nên làm là: thứ nhất, đùa nghịch trong vũng nước bẩn vì quần áo sẽ bị bẩn. Nước bẩn có thể bắn vào mắt, da, gây ngứa, mắc các bệnh ngoài da. Thứ hai, vừa đi học về, lấy tay bốc thức ăn vì bốc thức ăn khi chưa rửa tay sẽ dễ bị run, sán, dễ nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa. Thứ ba, bôi tay bẩn vào áo, tóc để rối, bù xù. Vì tay bẩn mà bôi lên áo sẽ làm cho áo bẩn, mất vệ sinh, tóc để rối thì không gọn gàng, sạch, đẹp. Các em nhớ tắm rửa sạch sẽ và chải tóc gọn gàng giống bạn nam trong tranh số 1 và số 4 này nhé. Để khắc sâu kiến thức cũng như giúp các em có kỹ năng ứng xử phù hợp, chúng mình cùng nhau xử lý tình huống trong các trường hợp sau đây. Tình huống 1. Trên đường đi học về, Hùng ăn kem làm dính bẩn da tay và áo. Nếu đi cùng Hùng, em sẽ khuyên bạn như thế nào? Tình huống 2. An đã bước ra cửa để đi học, tóc vẫn rối, bù xù. Chị của An nhắc: tóc An rối kìa. Nếu em là An, em sẽ làm gì? Các em có thể nhờ bố mẹ hay anh chị giúp mình đóng vai nhân vật trong tranh để xử lý tình huống nhé. Cô chắc rằng có rất nhiều bạn có cách xử lý hay và phù hợp đấy. Sau đây là một trong số những cách xử lý phù hợp nhất. Tình huống 1. Em nên khuyên bạn không nên vừa đi vừa ăn ngoài đường. Ví dụ, em có thể nói với Hùng: Hùng ơi, ngoài đường nhiều bụi bẩn, ăn kem thế này sẽ rất mất vệ sinh. Hơn nữa, kem có thể làm bẩn tay và đồng phục của bạn đấy. Tình huống 2. An nên cảm ơn chị và vào chải tóc cho gọn gàng rồi mới đi học. Ví dụ, An nói như sau: em quên mất chị ạ. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Bây giờ em sẽ vào nhà chải tóc cho gọn gàng luôn đây ạ. Có rất nhiều cách ứng xử khác nhau, nhưng chúng mình cần chọn cách phù hợp để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. Như vậy mới là một người đáng yêu các em ạ. Vừa rồi, chúng mình đã được tìm hiểu thế nào là sạch sẽ, gọn gàng và làm thế nào để gọn gàng, sạch sẽ. Bây giờ, chúng ta cùng nhau thực hành chải tóc, buộc dây giày và bấm móng tay nhé! Trước khi thực hành, cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ năng thực hiện những việc trên bằng cách cùng nhau xem hướng dẫn trong video sau. Trước tiên là hướng dẫn cách chải đầu. Cách chải đầu. Năm bước hướng dẫn cách chải đầu. Bước 1, cầm lược lên. Bước 2, chải đuôi tóc. Chải một bên tóc. Bước 4, chải bên tóc còn lại. Bước 5, chải tóc phía sau đầu. Cùng xem lại kỹ năng tự chải đầu nhé. Buộc tóc.
bước hướng dẫn cách buộc tóc. Bước 1. Chải tóc. Bước 2. Lấy dây buộc tóc. Bước 3. Phong dây buộc qua cổ tay. Bước 4. Túm toàn bộ đuôi tóc bằng tay có dây buộc. Bước 5. Dùng tay còn lại tóm dây buộc tóc và lầm qua phần đuôi tóc. Bước 6. Vặn dây buộc lầm qua đuôi tóc lần nữa. Tiếp theo là hướng dẫn cách buộc dây giày. Để cắt được móng tay thì đầu tiên các con phải mở bầm móng tay ra, đưa phần lưỡi cắt vào đầu móng tay. Chúng mình cắt lần lượt, bấm nhẹ nhàng này, lần lượt từ trái sang phải, bấm đến khi hết móng tay. Và các con chú ý khi bấm làm sao đừng bấm sát phần thịt, không thì sát quá thì sẽ bị đau tay đấy các con ạ. Cứ như vậy cô bấm đến hết móng và cô đã bấm xong được móng tay rồi. Sau khi xem video, bạn nào mô tả lại cách thực hiện các kỹ năng chải tóc, thắt dây giày, bấm móng tay cho cô và cả lớp mình nghe nào. À, các em rất giỏi, cô khen các em nhé. Bây giờ các em hãy tự thực hiện các kỹ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay nhé. Nếu gặp khó khăn, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc anh chị hướng dẫn thêm giúp mình. Cô khen chúng mình thực hành rất tốt. Ngoài ba việc trên, các em hãy thực hành thêm những kỹ năng khác như đánh răng, rửa mặt, rửa tay, tắm, mặc quần áo gọn gàng. Chúng mình cần thực hiện những việc làm đó thường xuyên và khi cần thiết để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các em nhớ chưa nào? Vừa rồi, các em đã thực hành rất tốt. Vậy, để xem bản thân mình đã sạch sẽ, gọn gàng chưa thì chúng mình cùng. Thứ nhất, hãy kể cho các bạn hoặc người thân nghe về những việc em đã làm để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. Thứ hai, em cần làm thêm những việc gì để luôn sạch sẽ, gọn gàng. Đã hết thời gian hoàn thành bài rồi. Cô khen tất cả các em đã làm được những việc để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các em hãy tiếp tục phát huy nhé. Các em có thích tham gia trò chơi Ai sạch sẽ, gọn gàng không? Mỗi bạn hãy cùng tham gia trò chơi với người thân của mình bằng cách thực hành rửa tay theo quy trình, chải tóc và thắt dây giày. Mỗi việc là một phần thi, thời gian cho mỗi phần thi là 7 phút. Kết thúc
3 phần thi, ai làm đúng và nhanh hơn sẽ là người thắng cuộc. Các em lưu ý, cần rửa tay với 6 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế như sau nhé. Sau khi tham gia trò chơi, các em hãy báo cáo kết quả cho cô và các bạn cùng biết trên nhóm lớp của chúng mình để được tích điểm khen thưởng nhé. Cô khen cả lớp mình tham gia trò chơi rất nhiệt tình và hào hứng. Sau bài học ngày hôm nay, các em hãy thực hiện những việc sau để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. Thứ nhất, hàng ngày kiểm tra vệ sinh cá nhân như mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc. Thứ hai, thực hiện những việc làm sau để luôn sạch sẽ, gọn gàng như đánh răng, rửa mặt, tắm, gội, chải tóc, chỉnh trang quần áo, giày dép trước khi đi học, đi chơi. Bạn nào cho cô biết em rút ra được điều gì sau bài học ngày hôm nay? Đúng rồi, mỗi chúng ta phải biết tự giữ gìn vệ sinh thật sạch sẽ, thơm tho để được mọi người yêu mến nhé. Và sau đây là lời khuyên mà bài học muốn gửi gắm đến các em. Cả lớp mình cùng đọc lời khuyên trong sách giáo khoa trang 23 cùng cô nào. Quần áo, đầu tóc gọn gàng, thơm tho, sạch sẽ, em càng đáng yêu. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô khen tất cả các em học tập rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Qua tiết học này, cô mong rằng các em hãy luôn tự giác thực hiện nếp sống sạch sẽ, gọn gàng ở mọi lúc, mọi nơi. Cô chào tất cả các em. Chúc các em sức khỏe và học tập thật tốt.